Sau đây là motor trục dài, công suất 0.8 kW, 1 HP, 1 ngựa, 1 bích B5. Đây sẽ là tên motor, điện 3 pha 220/8, MAV định mức 4 chấm, chạy 3 pha 220/2.3, cái chạy 3 pha 3.8, tốc độ 6 cực 905 vòng trên phút. Số bộ khả năng cấp bộ IP55, cấp chuyên nhiệt tự động là cấp F, chế độ làm việc liên tục S1. Đây là trục ra, đường kính đầu trục là 24 mm, đường kính thân trục là 24.5 mm, chốt cả vét là 8 mm. Chiều dài của trục là 160 mm nha. Chúng ta có thể siết ốc lại để giữ chặt cái cánh quạt khi chúng ta lắp đặt nha. Đường kính mặt bích này là 200 mm này, đường kính lỗ là 12 mm.